Vâng, thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu họp tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần quán triệt tinh thần đổi mới có nguyên tắc, không được xa rời những vấn đề có tính nguyên tắc, không được chệch hướng đổi màu, hội nhập mà không hòa tan, nhưng dứt khoát phải đổi mới. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, cục diện thế sự đã có nhiều thay đổi, nhưng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh vẫn là mục tiêu kiên định của Đảng. Tại Đại hội 7 của Đảng vào tháng 6 năm 1991, Ban chấp hành đã bầu Tổng Bí thư Đỗ Mười giữ chức vị cao nhất của Đảng. Thế nhưng, chỉ ít tháng sau đó, một biến cố lớn xảy ra, đó là sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, gây một cú sốc lớn đối với Việt Nam. Song với quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới, nhưng luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự kiên định cộng với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng đã đưa đất nước ta vượt qua một thời khắc cam go nhất trong lịch sử của đất nước. Thì đứng trước cái bối cảnh ấy thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn là kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng mà để là thuyết phục được người dân thì Đảng lại chủ trương là phải đổi mới cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Chính nó nằm ở cái từ đổi mới. Nó là một sự kỳ vọng của người dân. Là vì người dân đã đi theo Đảng lúc ấy là 60 năm rồi. 60 năm đi theo Đảng đã đạt được những cái thành tựu rực rỡ rồi. Và chính vì vậy Đảng lại thấy được rằng là bây giờ phải đổi mới, phải thay đổi. Một trong những nội dung trong nghị quyết của Đại hội 6 năm 1986 đề ra là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ đó đến nay, các kỳ đại hội đều lấy đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để đưa ra các quyết sách phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu trên đã được Đảng đề cập trong từng chính sách và mỗi bước thực hiện đều được soi chiếu vào đây để không bị chệch hướng. Và thể hiện qua giữa mục tiêu và nghị quyết thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều những hệ chính sách và kiểm soát chính sách, kiểm soát các quy định định hướng mục tiêu, kiểm soát các cái cách thức thực hiện để cho mục tiêu và cái luật lệ và chính sách đưa ra không bị méo mó, không bị sai lệch, không bị chi phối bởi cái chính sách. Mà như vậy thì chúng ta phải giám sát. Sau hơn 30 năm đổi mới, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, thực tiễn đã chứng minh kết quả đổi mới đã đem lại một diện mạo mới cho đất nước, chứng minh một thực tế, ngay cả trong thời điểm khó khăn, nguy hiểm nhất, Đảng ta vẫn sáng suốt, bình tĩnh, chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua thác gành. Cái hướng chúng ta làm ta phải lựa chọn là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mình cứ làm như cũ làm sao dân giàu được. Mình cứ làm như cũ thì làm sao nước mạnh được. Mà nói cho cùng nha, nếu mình cứ làm như cũ không đổi mới, dân làm sao tin Đảng, theo Đảng mãi được. Đấy, cho nên chính cái đổi mới ấy thì nó mới giữ lại được cái con đường mà chúng ta đang đi. Nhưng mà đi nhưng phải đổi mới. Trong suốt thời kỳ đổi mới vừa qua, Đảng đã rút ra một bài học sâu sắc nhất là trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi diễn biến phức tạp của cách mạng vẫn luôn duy trì và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng. Đó là sự kiên định. Nhưng chệch hướng xã hội chủ nghĩa và quan liêu, tham nhũng hiện vẫn là nguy cơ lớn. Nhân dân mong muốn Đảng đã tuyên chiến với tệ nạn quan liêu, tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy nhà nước và trong xã hội để giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh đó. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của 90 năm lãnh đạo đấu tranh cách mạng, sứ mệnh đó nhất định Đảng phải thực hiện. Có như vậy, Đảng mới đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Khi mà chúng ta nói đến những cái câu chuyện của Đại hội lần thứ 13 của Đảng sắp diễn ra, thì ngoài cái chủ đề của Đại hội, ngoài các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội thì còn có cái báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 12 sẽ trình bày trước Đại hội 13 của Đảng nữa. Và trong đó thì được biết là sẽ dành một thời lượng rất là lớn để đặt đến vấn đề nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới toàn diện đất nước và chặng đường 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Và ông Kiên có thể chia sẻ thêm về những nội dung nổi bật của cái lĩnh vực mà chúng ta đang đề cập. Trước hết thì chúng ta phải nói là cái tổng kết của 35 năm đổi mới về
đã được thể hiện trong các cái dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 13 thì chúng ta phải nói một cái rất quan trọng là chúng ta hết sức là duy vật và biện chứng. Trước mỗi một cái sự việc diễn ra thì chúng ta đều có một cái hành động nó phù hợp. Chưa bao giờ trong một lần đại hội mà xin ý kiến về văn kiện thì số lượt ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội nhiều như lần này. Chúng tôi là ở thành viên cái tổ biên tập ấy, thì chúng tôi nói đùa với nhau là anh em là mình thì cũng cao tuổi rồi, nhưng mà tập hợp thế này thì mệt quá, nhưng mà vui. Bởi vì là vui tức là có những ý kiến người đồng bào là góp ý cho đảng là rất là thẳng thắn. Họ nói rất rõ là chúng ta làm được thì ở tỉnh đấy thôi, còn ở tỉnh tôi là không làm được. Thì như vậy qua những cái thông tin hai chiều như thế thì chúng ta có thêm cái căn cứ để mà chúng ta tin rằng những điều chúng ta định ra là có thể phát huy được cái khí phách và cái khát vọng của người Việt Nam để chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Thì có lẽ là một cái điểm nhấn trong văn kiện đại hội 13 này thì đưa cái yếu tố văn hóa lên thành một cái điểm nhấn. Văn hóa Việt Nam, khát vọng Việt Nam thành một cái điểm nhấn. Và nếu chúng ta nhìn vào cái chương trình hành động của chính phủ mà dự kiến trình vào cái kỳ tới này để chỉ đạo cái công tác của năm 2021 thì chúng ta thấy một trong cái nhiệm vụ là bố trí vốn đầu tư để xây dựng và bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử. Thì đây là lần đầu tiên chúng ta đưa đấy vào thành một trong 11 nhiệm vụ, và nó là thành tố nhiệm vụ của năm 2021 và kéo dài. Vâng ạ, và có rất nhiều học giả cũng nhận định rằng là đại hội lần thứ 13 của Đảng lần này là cánh cửa mở ra công cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai một cách toàn diện và sâu sắc. Ông Vũ Trọng Kim có đồng ý với quan điểm này không? Tôi rất là đồng ý là trước đây thì chúng ta đổi mới. Thực ra là vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm. Và bây giờ thì chúng ta đã chắc lọc được. Có nghĩa là chúng ta đã kết tinh được những cái gì sáng tạo của Đảng, của nhà nước, của cái sáng kiến nhân dân là chúng ta làm được cái việc đó. Chính vì thế cho nên cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn để chúng ta bước vào cái thời kỳ mới như anh Kiên với lại anh Lê vừa mới nêu. Cho nên cái khát vọng này, cái mong muốn này là có cơ sở khoa học để chúng ta tin vào đó, để có thể hiện thực hóa được cái mong muốn của chúng ta. Mong muốn của đó là bây giờ nói như anh Lê là định lượng, chứ không phải là chúng ta là định tính, mà định lượng rõ ràng. Thế cho nên chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là có cái cơ sở. Và như thế thì là đặt vấn đề của nhà báo vừa qua thì chúng ta thấy thế nào? Tức là cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng thì đó là cái cách làm vừa qua. Nhưng bây giờ là tiếp tục là xây dựng chỉnh đốn cả hệ thống chính trị. Cái điều mà anh vừa mới gợi ý đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó là nó tạo ra một cái sức mạnh. Chứ không phải chỉ giải quyết những cái yếu điểm vừa qua, yếu điểm hiện nay, mà chính cái đó là chúng ta xốc lại lực lượng, vừa xây dựng kết hợp với chỉnh đốn, làm sao cho Đảng và cả hệ thống chính trị là chúng ta vững mạnh, trong sạch và vững mạnh.